Em xin chào toàn thể cô bạn, anh chị và các bạn. Hôm nay em Khánh xin chia sẻ cho mọi người cái hiệu quả của cái tinh chất gồm có 7 ống và mỗi ống là 2 ml của nhãn hàng Eboristica nhập khẩu trực tiếp tại Ý nhé. Đây mọi người nhìn, sau một thời gian em Khánh sử dụng là cái khóe miệng này nó đã đầy lên nhé. Nó xóa nếp nhăn mà, khóe mắt không có nếp nhăn này, khóe miệng cái rãnh miệng này của mình nhá, hầu như là đang gần hết rồi, còn một xíu trên này. Thực ra trên này thì không thể tính được, đúng không? Là không hề có luôn ấy. Đấy, khóe miệng của mình không hề có rãnh nhá. Rất rất nhiều khách hàng là chủ salon tóc đang dùng cái tinh chất này của bên em Khánh và khen rất là nhiều. Cũng thấy rằng là da mặt của chị sáng hơn, lỗ chân lông rất là nhỏ và đều màu da hơn, da căng hơn. Đây là dòng Eboristica thuộc công ty Athenas 1969 nhập khẩu trực tiếp tại Ý. Và đây là hàng hữu cơ 99%, không hề có hóa chất. Cho nên mọi người dùng để chăm sóc hàng ngày rất là an toàn và hiệu quả. Cực kỳ là hiệu quả. Em Khánh là một người rất rất là không thích sử dụng mỹ phẩm. Và kể từ khi là công ty nhập khẩu và phân phối nhãn gel tắm, dung dịch vệ sinh và rất nhiều những cái sản phẩm về chăm sóc da như omega 3 và 6, kem ngày, kem đêm, thì em Khánh đã thấy đây là một cái dòng hàng không có hóa chất nên hoàn toàn yên tâm và tin tưởng để sử dụng hàng ngày. Và đây là tinh chất nhé. Tinh chất chống lão hóa, nâng cơ. Đây, cả nhà nhìn. Chống lão hóa này, nâng cơ các vùng trán, hai bên má và làm trẻ hóa làn da. Đấy, rãnh hai bên là hầu như không còn nữa rồi. Đó, tạm biệt cả nhà nhé.